tại nhà nha quý vị.
cô tập luyện trong thời gian rất là nhiều lâu quý vị đó, trải qua những lần phỏng thì cô ấy mới có ngày hôm nay quý vị nha. Rồi cô ấy đang nhiều là những cánh tay cánh nõn nà của mình luôn quý vị.